Đồ gỗ Hoàng Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Ở trong video ngày hôm nay, Đồ gỗ Hoàng Hải xin gửi tới quý vị và các bạn gồm hai tác phẩm quý vị ạ. Và đây là hai tác phẩm, đó là một bức tranh Vinh Quy Bái Tổ và một bức tranh Chữ Tâm. Đây cũng là một cái đơn hàng mà bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải nhận làm hàng đặt cho chú Thức tại quận Hoàng Mai, thủ đô Hà Nội quý vị ạ. Và Đồ gỗ Hoàng Hải xin review thật kỹ để gửi tới quý vị các bạn cùng mọi người thấy được và trước khi bàn giao cho chú. Trên màn hình của quý vị các bạn đây, đó là một bức tranh Vinh Quy Bái Tổ với kích thước là 97 x 1,97m, ván dày là 2 phân và khung dày là 12cm quý vị nhé. Đó, độ dày của khung là 6cm, một cái phiên bản rất là đặc biệt, phải nói cực kỳ VIP. Và quý vị các bạn hãy cùng với Đồ gỗ Hải để khám phá những cái đường nét cắt tỉa như quý vị đang được nhìn thấy trên màn hình đây. Cây đa giếng nước sân đình, một cái cảnh làng quê và một cái cảnh những cái cây rất là đẹp này, như quý vị đang được nhìn thấy này. Tất cả những cái cây được xen nọng, mố mắt cây và những cái mố mắt cái thành cầu đều được xen nọng hết nhé quý vị nhé. Đó, đây là hàng đặt mà bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải đã nhận làm cho chú. Chú đã về trực tiếp tại cơ sở của Đồ gỗ Hoàng Hải và đã tham khảo rất nhiều cơ sở khác. Cuối cùng cũng đã tin tưởng và đặt niềm tin vào cơ sở của Đồ gỗ Hoàng Hải để Đồ gỗ Hoàng Hải làm những tác phẩm hàng đặt cho chú đấy ạ. Đó, một đoàn người ngựa vật chất liệu ốc đỏ Singapore, phải nói được cắt tỉa phần màu cực kỳ đẳng cấp. Bên trên đây nó là một cái kinh thành. Đó, một cái biểu tượng của kinh thành. Đó, đoàn người ngựa đang đi từ kinh thành Vinh Quy Bái Yết Tổ Đường, đi từ trên kinh thành về. Đó, bên trên đây là hai dòng chữ, rồi một bên là Vinh Quy Bái Tổ Đường, một bên là Hữu Danh Khai Phú Quý. Đó, rất là ý nghĩa. Và tiếp tục đây, đó là bên cảnh là đây là cột một cái làng quê xưa đây quý vị đang nhìn thấy, cây đa giếng nước mái đình và một cái quán cóc ven đường ngay cạnh cổng làng đấy ạ. Đó, cạnh cổng làng thì bà con đang ra đón tân quang trạng nguyên. Và một cái giếng cũng rất là đẹp đây. Đó, rất là đẹp, một cái giếng. Đó, và khảm ốc 100% nha quý vị nhé. Từ những cái mái sen nọng, mái đình ở xa cũng được sen nọng cực kỳ tỉ mỉ. Đây là một cái sân đình. Ở phía bên ngoài quý vị đang được nhìn thấy những cái khung này. Cái khung này là cái lẹp này là được bên cơ sở Đồ gỗ Hoài làm liền nhá quý vị nhá. Làm liền nguyên khối và được đóng mộng như mộng mặt sập này. Đó, độ dày là 6cm và bản rộng là 12. Cái lẹp đó là liền nguyên tấm nhá, chứ không phải như các hàng bình thường đâu ạ. Một tấm mộc cực kỳ VIP. Đó, và phía bên đây nó là một cái bức tranh chữ tâm. Bức tranh chữ tâm này thì với kích thước là 67 x 1,67m, được bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải làm hàng đặt theo yêu cầu của chú. Đó, bên trong là hóa những cái cây tùng lộc, những cái con chim, những cái sen vịt, sen cò rất là đẹp. Đánh để nguyên vân gỗ nhá quý vị nhá. Đây rất là đẹp đấy ạ. Đó, được khảm theo yêu cầu của chú, cực kỳ tinh xảo đó, sen lọng từng cái mắt, từng cái đốm chấm từ trên mình con hươu đấy ạ. Và chất ốc đỏ thì thôi rồi luôn quý vị ạ. Và được khảm kỹ thuật đỉnh cao đó, sen lọng rất là nhiều quý vị. Hàng bên cơ sở của Đỗ Hải làm thì sẽ rất là khác biệt với tất cả các cơ sở khác quý vị ạ. Quý vị và các bạn theo dõi ở trên kênh thì có thể thấy được rồi đấy ạ. Bên cơ sở Đồ gỗ Hoài là làm luôn luôn có một cái nét riêng và độ kỹ thuật tinh xảo nó khác biệt. Hàng đánh vec ly 100% nhưng quý vị nhìn nó sẽ rất là bóng, bóng như gương luôn ạ. Đó, nó sẽ nổi lên những cái phần khảm rất là đẹp. Và thay mặt đội ngũ sản xuất bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải thì xin chân thành cảm ơn chú Thức tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã tin tưởng và đặt hàng bên cơ sở của Đồ gỗ Hoàng Hải. Xin kính chúc chú và gia đình thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Hãy thể hiện bằng nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải. Để cập nhật được những video mới nhất, hãy nhấn vào nút chuông trên kênh YouTube.
để được cập nhật những video mới nhất mà bên cơ sở đồ gỗ Hải luôn luôn đăng tải lên. Đó, đồ gỗ Hải lùi ra xa một chút để quý vị và các bạn nhìn thấy hai tác phẩm này. Đó, rất là đẹp. Quý vị cũng có thể theo dõi ở trên các nền tảng xã hội khác như TikTok, Facebook, Zalo. Đó, để lựa chọn cũng như để tham khảo cho mình những cái cơ sở khảm tại làng nghề khảm trai truyền thống. Bên cơ sở đồ gỗ Hoài là có địa chỉ tại làng nghề khảm trai truyền thống thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Xin chào.